Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi: trách nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng nặng hơn ai hết. Khi Phật không còn tại thế thì sứ mệnh giáo hóa chúng sanh được hủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng. Các vị nên biết đạo lý này ở chỗ nào vậy? Tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật không đem việc độ hóa chúng sanh hủy thác cho Bồ Tát Quan Âm? Tại vì sao không giao phó cho Bồ Tát Phổ Hiền hay Bồ Tát Văn Thù vậy? Các ngài đều là Đại Bồ Tát, tại vì sao không giao phó mà phải giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng vậy? Nói lời thành thật, những vị Bồ Tát đó không thể độ nổi, không có cách gì độ được. Chỉ có Bồ Tát Địa Tạng mới có thể độ được. Mọi người có hiểu ý nghĩa này hay không? Bồ Tát Địa Tạng dạy điều gì? Hiếu thân tôn sư. Nếu như người này không hiếu thảo cha mẹ, không tôn trọng thầy tổ, thì Phật Bồ Tát nào đến cũng không thể độ được rồi. Bồ Tát Địa Tạng dạy học là đặt nền móng. Dạy lớp 1 tiểu học, Bồ Tát Quan Âm dạy lớp 2, Bồ Tát Văn Thù dạy lớp 3, Bồ Tát Phổ Hiền thì dạy lớp 4. Lớp 1 còn chưa học tốt, vậy thì những lớp sau đó không thể học nổi rồi. Cho nên các vị phải biết, thành Phật bắt đầu từ đâu vậy? Hiếu thảo cha mẹ. Môn học Bồ Tát Địa Tạng mở ra dạy chính là hiếu thân tôn sư. Không học tốt môn học này thì đừng bàn đến những môn khác. Làm tốt hiếu thân tôn sư rồi thì Bồ Tát Quan Âm mới có thể dạy tiếp được. Mới dạy bạn là đại từ đại bi, đem hiếu thân tôn sư mở rộng ra. Đó là việc của Bồ Tát Quan Âm. Đạo lý là như vậy. Cho nên khi Phật còn tại thế thì nhất định phải để cho Bồ Tát Địa Tạng đại biểu cho Phật. Mặc dù không thể nâng cao cảnh giới này, nhưng bạn thật sự có thể làm được hiếu thân tôn sư thì không bị đọa ba đường ác. Dù không thể ra khỏi tam giới nhưng không bị đọa ba đường ác. Cho nên đây là pháp căn bản của Phật Pháp. Nếu chúng ta không xây dựng được pháp căn bản này, nói lời thành thật, học Phật chỉ là gieo một chút nhân sa mà thôi. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, 10 loại căn cơ thì đây là căn cơ sa, nghĩa là đời này không đạt được lợi ích. Bạn chỉ huân tập được một chút hạt giống Phật Pháp lưu vào trong A La Gia Thức, phải đợi đến đời sau nữa, nhiều đời nhiều kiếp, khi duyên chín mùi mới làm tiếp tục. Gieo nhân sa cho chúng sanh trong đời này nhất định không thu được hiệu quả. Nếu như đặt nền tảng trên pháp môn Địa Tạng này rồi, cũng chính là nói bạn làm được phước đầu tiên trong tam phước rồi. Các vị phải biết bộ kinh Địa Tạng là nói cái gì? Là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, là bốn câu này. Tôi năm xưa giảng đại ý của kinh Địa Tạng tại các thành phố bờ đông nước Mỹ, có một số người cảm thấy kỳ lạ, nói là Pháp Sư Tịnh Không chuyên tu tịnh độ, vì sao lại giảng kinh Địa Tạng chứ? Có người đến hỏi tôi. Tôi nói tôi không có giảng kinh Địa Tạng. Họ nói ngài giảng kinh Địa Tạng khắp nơi. Tôi nói các vị không biết, những gì tôi giảng là điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước. Tôi vẫn là chuyên tu chuyên hoằng, không có rời khỏi pháp môn tịnh tông. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy phu nhân Vi Đề Hy, phu nhân Vi Đề Hy cầu sanh về Tây Phương tịnh độ, nên thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho bà phương pháp giảng sanh. Khi Thế Tôn chưa có truyền dạy cho bà phương pháp niệm Phật thì dạy bà tu tịnh nghiệp tam phước, nói cho bà biết đây là nền tảng. Ba đời chư Phật đều là nhờ vào nền tảng này mà thành tựu. Giống như xây nhà vậy, dạy bạn xây nhà như thế nào? Trước tiên dạy bạn đặt nền móng, làm tốt nền móng rồi mới dạy bạn xây tiếp như thế nào. Bạn nói xem nền móng này quan trọng biết bao. Bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện chính là phước đầu tiên trong tam phước. Bạn nói xem nó quan trọng dường bao. Tại vì sao tôi trước tiên nhất định phải giảng kinh Địa Tạng ở đạo tràng mới mà không giảng kinh khác? Không có tâm hiếu thảo cha mẹ, tôn sư trọng đạo thì đừng nên bàn chuyện gì khác.
bạn làm sao có thể xây dựng Phật Pháp được? Phật Pháp là dạy học, là giáo dục, là sư đạo. Sư đạo xây dựng ở trên nền tảng của hiếu đạo. Không có hiếu đạo thì không có sư đạo. Như thế còn gì bàn nữa chứ? Cho nên điều này rất quan trọng. Trích lục từ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Ký, tập 14.